Xin chào quý bà con và các bạn trở lại nhà vườn Vinh Văn Giang nha bà con. Hôm nay thì có một số mặt hàng hoa giấy rất là đẹp, mình cùng giao lưu với anh Văn Giang ha. Rồi, chào anh Giang rất là quen thuộc luôn nha. Rồi, chào anh Liêm và chào bà con mỗi miền Tây Bắc gần xa. Nay có số hoa giấy giao lưu của nhà mình nha. Cây số 1. Sự đầu tiên là cây số 1, cây ngũ sắc nghe cả nhà. Tính cao là 1 mét. Cao 1 mét ngang tính khoảng này là 70 cái nhà mình ơi. Vành cổ là 12 ha. Mã số 1. Cây này nó thật ra là 5 màu thái với cả kèm thêm là hai màu khác nữa, ra tới 6 hoặc 7 màu luôn nha bà con. Có tím pháp nè. Ngoài ra 5 màu ngũ sắc thái còn có thêm tím pháp, đang có hoa. Rồi ra 6 màu. Cây mã số 1 cây ngũ sắc thì giao lưu của nhà mình là 350k bao sống bao ship toàn quốc cả nhà. 350. Dạ, nhà vườn Vân nhà bên em là bán bao sống bao ship cả nhà mình luôn ha. 350 mã số 1 ngũ sắc ạ. Mã số 2 tổng cục ha, cái này là tím lửa cả nhà mình đó. Cao tính là 80, ngang 6-17, cổ là 10-15 nghe cả nhà, cổ 15 ha. Mã số 2 tím lửa nha bà con, tím lửa tàn tròn, cái này bà con về mình cắt cơi xong mình tím lửa này vẫn giao lưu cái nhà mình là 350k luôn nha cả nhà. 350, 350 cây tím lửa luôn, cây một thân một rễ gì luôn ha. Mã số 2 cả nhà. Mã số 3 cẩm thạch tím tiết nè. Đó, cẩm thạch tím tiết cả nhà. Cao là 68 ạ, ngang nó là 50 ạ. Này lùng lực để sợ quá nha bà con. Dòng này lùng lực để chơi ha. Cổ nó là 15 cái nhà mình đây. 15 để sổ đẹp. Cái gì là 350k bao sống luôn nha, bao ship luôn nha cả nhà. Cẩm thạch tím tiết ha. Cây phơm tàn gọn ha. Dạ. Thế bonsai lắc lượng nha bà con. 350 mã số 3 cẩm thạch tím tiết. Đó, mã số 4 hồng găng cả nhà mình đây. Cây đang đi hoa non ha. Cao 85, ngang 60, một thân lắc lượng luôn bà con ơi. Một rễ một thân lắc luôn ha. Cổ nó là 11 hơn nha cả nhà. Cây sạch cây. Rồi, giá sao anh Giang? Cây hồng găng là 340k cả nhà. 340. 340 ạ. Rồi. Mã số 4 ha. Mã số 4 340 cái nha. Rồi, mã số 5. Rồi, một cục luôn cái nhà mình đó. Trắng mã lai. Mã lai trắng ha. Cao là 75. Cổ vị trí này là 21 nha cả nhà. Cổ 21 ha. Mã số 5. Trắng mã lai giao lưu cả nhà mình là 480k nha cả nhà. 480. 480k luôn. Quá trời cục phôi. Cây mã lai này ha, cục phôi nè. Mã số 5 ha. Có rất là nhiều loại luôn mà con ơi. Đây. Đây gặp số 6. Đây mã số 6 của nhà mình nè. Cẩm thạch tím tuyết. Cây này chưa hoa bà con. Cây vừa rồi thì có hoa, còn cây này chưa. Kia nhiều hoa mẫu nha. Này cao 85, ngang 65. Đụ gửi gì lắc đã hả? Một thân lắc lượng bà con. Mình cổ là 23 cả nhà mình đó. 23 quành. 23 quành cổ ha. Một thân lắc lượng ha. Mã số 6 ha. Cái này giao lưu cái nhà mình là 500k luôn cả nhà mình đấy. 500k. 500k. Cây một thân lắc lượng mà. Cây một thân lắc lượng mã số 6 ạ. Đó, tay mã số 7.
cẩm thạch cầu vồng ha, nó được cẩm thạch cầu vồng nó đổi màu luôn đó. Cao 80 hơn ngàn nó 65, cao 80 ngàn 65 một thân lắc lượng số là 11 hơn đó nha. Đây bà con ơi, bông rất là đẹp luôn, nó đổi màu ha, từ hồng cam 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 màu. Mã số 7 cả nhà. Mấy cây cẩm thạch cầu vồng này là 300k cả nhà. 300k. Rồi, mã số 7 cẩm thạch cầu vồng 300k. Mã số 8 cả nhà mình nữa. Hồng găng nữa ha, hồng găng. Hồng găng, cây đang có hoa. Cao đây 90, ngang 57 ạ. Cao 90 ngang 57, vành cổ là 14 cái nha. Hồng găng này ha. Cái hồng găng này là giá lưu của nhà mình là 340k hơn cái nha. 340 cái hồng găng mã số 8 ha. Cây đế sổ đẹp 340k. Tới mã số 9 đỏ lửa, cây thì đỏ quá trời bông nè. Cao quân bình nữa, tính 90, cao 90 ngang 70 cái nhà mình đó, cố là 13. Cái đỏ lửa ha, mã số 9 nha cả nhà. Đỏ lửa này giá lưu của nhà mình là 350k cả nhà mình đó, 350k. Dạ 350k. Thì cái đỏ lửa mã số 9 ha. Gốc rễ lắc lượng quá đẹp đó. Đó. Rồi. Dạ. Cẩm đây. Thạch hồng. Cẩm thạch hồng ha. Cao nó 75. Ngàn nó 60. Mình cố là 11 nữa nha. Mình 11. Mã là số mấy? Mã là số 10 nữa cả nhà, cẩm thạch hồng hay mã số 10. Cây gì giao lưu cả nhà mình là 300k cả nhà, cẩm thạch hồng ha. 300k. 300k cái cẩm thạch hồng mã số 10 ạ. Rồi tới mã số 11 cả nhà mình đó. Đây. Cẩm thạch phước hồng sakura lá nhuyễn, một số người gọi tên là cẩm thạch kajata cho nó nha bà con. Tiếng Anh thì mình không sử dụng, mình sử dụng tiếng Việt đi. Cao 65, ngàn nó 40, thơm cũng gọn ha, thơm nhỏ gọn. Cẩm thạch phước hồng sakura lá nhuyễn, quanh cổ nó 10 nha cả nhà, nhỏ đó, này, lá nó nhỏ nhỏ nè, chưa lên bông ha. À, mã số 11 này xin giao lưu cái nhà mình là 300k luôn cái nhà mình đó, cẩm thạch ha. Cẩm thạch phước hồng sakura phước hồng. Rồi, rồi mã số 11 300k. Mã số 12 cái nhà mình đó. Cẩm thạch tím siêu hoa. Cao tới đây là 95. Ngang đeo đây là 70. Này về bà con mình là uống vô thì chia tay chia tầng được. Cao 95 ngang 70 cái nhà. Mình cổ là 18 ha. Đó. Chia được nhiều chi tặng chia tay nha bà con. Cẩm thạch siêu hoa mã số 12 cả nhà mình nè. Cẩm thạch và giao lưu của nhà mình là 380k nha cả nhà. 380. Rồi, okay. Đây cẩm thạch mã số 12 ha. Đây có góc giấy ta đây. Mã số 13. Này giấy ta mình nghe cả nhà. À, ghép một màu đỏ nữa. Góc giấy ta mà nó cũng rất là quái luôn ha. Mình vậy. Đúng rồi, góc ta quái kìa. Sổ đấy luôn. Cao nó là dữ thần. Đâu rồi chứ. Cao 1m1. Ngang là 90. Đó rực. Cao 1m1 ngang 90. Mình có ngay vị trí này là 16 cái nhà mình đó.
Với ta lên đá không? Với ta mà cũng ác thiệt ha. Ừ. Mã số 10 12 cái nha. Đó, cây như vậy là 370k cái nhầm đó. 370 mã số 12. Trời gian đỏ lửa, gốc với ta cả nhà. Gốc với ta mà khủng thiệt chứ. 370 ha. 370 cho mã số 10 12 ạ. Đây còn cây này lên luôn coi. Cẩm thạch phớt hồng, sakura lá nhỉ. Số 13 cả nhà. Cao nó là 55. Ngang đều đây 30. Mã số 13. Cẩm thạch phớt hồng ha. Kajita. Kajita. Tiếng Anh mình không rành, nói tiếng Việt đi. Ừ. Mã số 13 cây gì là 280k cả nhà. 280. Rồi ok. Mã số 13 cẩm thạch lá nhuyễn phất hồng ha. Này mới cuồn thôi. Cẩm thạch tím, cẩm thạch hoa. Tím, cục phôi lật lộn luôn. Nè. Mã số 14 cả nhà. Cao nó là 75. Ngàn nó 40. Mình có 20 cái nhầm đây. Siêu hoa cắt cơ ha. Cắt cơ cho nó ra hoa tiếp nè bọn. Cắt cơ nó ra liền. Ừ. Mã số 14. Cây về giao lưu cái nhà mình là 380 cao thôi nha cả nhà. 380 mã số 14 cục phôi bằng kia luôn ha. Rồi mã số 14 lên cây nè. Cẩm thạch số 15. Cẩm thạch 3 màu. Thạch 3 màu cả nhà. Màu tím, màu vàng, màu cam. Cao nó 90. Ngang nó 70. Mình có là 16 hơn nha cả nhà. Đế 6 quái luôn ha. Đế thì đẹp luôn ha. Đó. Mã số 15 ha. Đây nè bà con ơi. Đó. Bà con thấy ba màu nó ra ba cái màu lá khác nhau ha. Đây đây. Mã số 15 mới cẩm thạch vậy là 370k cả nhà mình ơi. 370k. 370k mã số 15 ạ. 3 trong 1 ha. Đúng rồi. 3 trong 1 luôn, cẩm thạch. Mã số 16 cái nhầm này. Cẩm thạch luôn cái nhầm này. Cẩm thạch vàng. Ừ. Cao nó 80 ha. Ngang nó là 65. Mình có là 17 nữa nha. Một cái đế mà nó lắc lửa. Một cái đế lắc đẹp ha. Sâu đẹp, dáng mã 15. Mã 15 nha cả nhà. 15 như mã chót đi ha. Rồi, ok. Rồi. Mã chót là mã 15 nha. Cẩm thạch vàng là 370k nha nha. Bao sống bao ship toàn quốc ạ. Rồi, ok. Rồi, chào tạm biệt cả nhà. Cả nhà có ủng hộ em ưng ý cái nào thì alo số điện thoại của anh Lim của nhà vườn Văn Giang Lim Kim trên màn hình nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà. Rồi, cảm ơn anh Văn Giang nha. Hãy mến chúc bà con một ngày xem clip thật vui vẻ nha bà con. Chúc bà con một ngày đầu tuần làm việc đầy hiệu quả nha. Và cuối tuần mình gặt hái nhiều thành công nha bà con. Rồi, bye bye bà con. Hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo.